Hi, my name is Phú. Khỏe không? Tôi tên là Phú. Chào các bạn. Đây là mấy người chú, mấy người anh lại là sửa nhà cho em gái. Mình ở đây là mở tạm em gái cái nhà. Đây là mấy người thợ đi, cái gì muốn người thợ tên có chú mấy chú là thợ cái business tên gì đi, business tên gì? Cái business tên gì? Cái business á? Business ông Nhân. Ông Nhân công ty là ông Nhân làm home renovation, làm giá rẻ. Là giá rẻ ở Canada, tại Canada. Ontario. I'm video on this one say that the renovation, the people in the renovation, like they are come and do a good price and do a very reliable job, very good job, and very cheap price, and they do a very good. This is the beginning of this is the beginning, but after they're gonna be, I'm gonna record it up maybe in a week or 2 weeks, then I'll show you on YouTube. Like it and subscribe. Thank you.